Chào mừng các bạn đã đến với kênh Mr. Zero bóng đá vui nhộn. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều các tình huống, từ những bàn thắng đẹp ngất ngây đến những pha cười rơi nước mắt của các siêu sao sân cỏ trên thế giới. Nếu các bạn là những fan bóng đá chính hiệu, đừng quên theo dõi kênh Mr. Zero thường xuyên nhé. Sẽ có rất nhiều video hay và thú vị đấy. Và nếu thấy hay thì bấm like, share và subscribe cho channel của chúng mình nhé. Xin chào. Cristiano Ronaldo là một siêu sao hàng đầu thế giới những năm qua. Tên tuổi của anh càng được nhắc đến nhiều hơn và chắc chắn đã trở thành một huyền thoại sống trong lòng người hâm mộ túc cầu thế giới. Ngoài những phút thăng hoa trên sân cỏ, Ronaldo cũng có những khoảnh khắc cực kỳ hài hước, đặc biệt là những lần lên sóng trả lời phỏng vấn. Cùng xem ngay nhé! Hồi còn ở Real, sau trận thắng Galatasaray, Cristiano Ronaldo có tình huống làm mặt ngố rất hài hước để trôn đồng đội Marcelo đang trả lời phỏng vấn. Có lẽ mọi câu trả lời phỏng vấn của Marcelo khi ấy đều không ấn tượng với người hâm mộ bằng vài giây phá bỉnh của người đồng đội Ronaldo. Đồng phạm với CR7 còn có tiền vệ điển trai James Rodriguez. Muy bien. Encontramos un jugador muy bueno. Tiene demostrado los últimos años en el Benfica que era un gran jugador. Hồi năm 2018, trong buổi tập của Juventus, phóng viên đưa tin ngay tại sân về tình hình các cầu thủ trở lại sau khi hoàn thành nghĩa vụ quốc gia. Ronaldo đã không bỏ lỡ cơ hội pha trò. Siêu sao sinh năm 1985 đứng phía sau và nhai lại những cử chỉ của một phóng viên đang đưa tin, khiến đồng đội cười bò trước khi bước vào buổi tập căng thẳng. Possibile, immaginabile, affronta una formazione molto interessante come il Sassuolo. Coca-Cola. Boa tarde a todos, queria dar as boas-vindas à conferência de imprensa da divisão. Năm 2015, trong chuyến đi tới Nhật nhằm quảng cáo cho một dụng cụ tập gym, Ronaldo đã có buổi giao lưu khá thú vị trên một kênh truyền hình. CR7 đã khiến tất cả những người chứng kiến tận mắt bất ngờ vì body siêu khủng của anh. Không những thế, Ronaldo còn vô tư để mọi người chạm vào và trông họ phấn khích như thế cũng đủ. Năm CR7 18 tuổi, anh thực hiện cuộc phỏng vấn bằng tiếng Anh lần đầu tiên và Gary Neville chính là người đã cổ vũ và giúp đỡ anh hoàn thành bài phỏng vấn ấy. Neville thậm chí còn đưa ra nhiều cụm từ để Ronaldo có thể sử dụng cho lần phỏng vấn đặc biệt của mình. I'm just with a few of the boys who are involved today. Owen, what an unbelievable day. How are you feeling right now? I think we feel good. I think we're all looking forward to the night tonight, and hopefully we'll have a good night. You're obviously all in very good spirits, as you'd imagine. So is tonight really a time to relax and reflect on an unbelievable season? Not yet. We still have the Champions League final that we want to win. So tonight we'll have some fun and we'll get ready for the next game. Are you able to sort of soak up the atmosphere at Wigan and just really take it in, you know, the big achievement of this season? Well, it was a tense game. I think it was, you know, it was difficult at times, but I thought we defended well. And I think when Giggsy came on, he changed the game and he scored the second goal. And Nani, you enjoyed today, did you? Yes, I'm very happy. Yes, I am. This is very special for me. Yeah, my first D2. Năm 2015, đến Anh dự buổi lễ ra mắt bộ phim tài liệu về sự nghiệp thi đấu của mình, Cristiano Ronaldo đã dành thời gian để tham dự chương trình truyền hình Jonathan Ross Show của MC nổi tiếng Jonathan Ross. Trong chương trình, CR7 đã khiến tất cả các khán giả lẫn MC phải bật cười khi anh thú thật rằng anh không thể hiểu hết những gì Sir Alex nói. Tôi vẫn không thể nghe được giọng nói của ông ấy. Trong những ngày đầu ở Man United, tôi cần một phiên dịch viên người Brazil. Tất nhiên, tôi chỉ gọi anh ta khi cần nói chuyện với Sir Alex. So you had a translator for all British people or just for Alex Ferguson? Well, basically only for him. Yeah.
Ronaldo tiết lộ từng phá lệ uống rượu khi vô địch Euro 2016 và anh đã thể hiện sự thoải mái hết cỡ trong buổi phỏng vấn sau trận đấu ấy. Good. What do you think? My friend. Shining eyes. Because I cry a lot today. Cũng trong chương trình truyền hình Jonathan Rosso, MC đã hỏi Ronaldo về việc con trai Rooney xăm hình anh trên tay. Dù có chỉ là một hình vẽ dễ xóa, nhưng cũng cho thấy cậu bé cai nhà Rooney rất thần tượng CR7. Và khi được nói rằng nếu sau này con trai Ronaldo xăm hình Rooney hay Messi, thì siêu sao người bồ không những không phản đối mà còn ủng hộ hai tay hai chân vì cho rằng họ là những cầu thủ giỏi. Tiếp theo đó, khi được hỏi anh có bao nhiêu chiếc siêu xe, thì thật bất ngờ Ronaldo lại gãi đầu gãi tay. Thú thật là tôi không biết, tôi không thể nhớ nổi. Đúng là nhiều siêu xe quá, CR7 cũng khó mà nhớ được. Did your father have when you were five? Yeah, small cars, yeah, I mean. Okay. No. Toys, but did he have an actual car? No, no. He didn't even have a car. No. How many cars do you have right now? I don't know. Yeah. See, that's a big difference. I don't know. That's a good honesty. Cùng trở lại giai đoạn khi Ronaldo còn khoác áo Manchester United, trong một cuộc phỏng vấn có Rio Ferdinand và Anderson, anh phóng viên đã hỏi ai là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Ronaldo đã không ngần ngại tếu táo nhận luôn mình xuất sắc nhất. For me the best player in the world ever, Diego Maradona. Rio. Me. For me Maradona. Cristiano Ronaldo thể hiện khoảnh khắc đầy thân mật với Paulo Dybala khi hôn lên má đồng đội trong lúc tiền đạo người Argentina trả lời phỏng vấn của Sky Sports. Bị đồng đội đùa giỡn, chân sút người Argentina không nhịn được cười vì mắc cỡ. Dybala fa gol, entra Higuain e fa gol. E il bacio di Ronaldo. Sì, oggi è stata una partita veramente bella perché Cristiano Ronaldo và Lionel Messi là tâm điểm chú ý khi ngồi cạnh nhau theo dõi lễ bốc thăm vòng bảng Champions League 2019-2020 diễn ra tại Monaco. Ở cuộc phỏng vấn trước khi Van Dijk được xướng tên với danh sách cầu thủ xuất sắc nhất, Ronaldo đã có những chia sẻ về Messi. Trong đó, câu nói đùa của siêu sao Bồ Đào Nha về bữa tối cùng Messi khiến người hâm mộ phấn khích. Tôi đã chia sẻ sân khấu bóng đá cùng với Messi 15 năm qua. Tôi không biết điều này có xảy ra trong bóng đá trước đây hay không. Hai chàng trai trong cùng một sân khấu, ở cùng một quãng thời gian. Tất nhiên chúng tôi có mối quan hệ tốt, chỉ là chưa đi ăn tối cùng nhau thôi. Nhưng hy vọng tương lai điều này sẽ trở thành hiện thực. Cristiano Ronaldo phát biểu. Individual, I did very well. And collective as well, so amazing here. And I'm so glad another here, another record, so perfect. Ronaldo đích thị là một ngôi sao vừa tài năng trên sân cỏ, vừa vô cùng đáng yêu và hài hước phía sau hậu trường. Bạn có cùng chung suy nghĩ với chúng tôi không? Để lại bình luận ngay nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.